từ nguồn tin vay vốn của Agribank Quảng Bạ đã và đang giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện có vốn đầu tư phát triển kinh tế, trong đó chủ yếu là chăn nuôi và mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Chúng tôi có dịp cùng cán bộ Agribank Quảng Bạ đến thăm mô hình phát triển nông thôn chăn nuôi ong lấy mật của gia đình anh Sơn Văn Dũng, thôn Nà Vinh, xã Quản Bạ. Trước đây, từ hộ gia đình có đời sống kinh tế khó khăn, anh Dũng đã trở thành nông dân tiêu biểu về phát triển kinh tế tại địa phương. Năm 2018, trong quá trình loay hoay không biết khởi nghiệp từ đâu, thì anh Dũng được cán bộ Agribank Quản Bạ tư vấn và tiếp cận nguồn vốn vay 150 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi theo nghị quyết 209 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để đầu tư nuôi hơn 100 tổ ong mật. Đến nay, trung bình mỗi vụ lấy mật thu hoạch từ 700 đến 800 lít mật, trừ chi phí mỗi năm anh thu nhập trên 100 triệu đồng. Anh Dũng tâm sự, nếu như trước đây không có nguồn vốn từ Agribank thì bản thân tôi cũng không biết phải bắt đầu khởi nghiệp từ đâu. Thực sự rất may mắn khi được cán bộ ngân hàng hỗ trợ làm thủ tục và giải vốn nhanh chóng nên tôi mới có được kết quả như ngày hôm nay. Ngôi nhà mới hoàn thành một phần là do bản thân nỗ lực làm ăn, một phần cũng nhờ nguồn vốn của Agribank Quản Bạ. Anh Tuấn, phó giám đốc Agribank Quản Bạ cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay, Agribank Quản Bạ đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể như chỉ đạo cán bộ tín dụng bám sát nhu cầu vay vốn của khách hàng, tháo gỡ những khó khăn về thủ tục, đơn giản hóa thủ tục hồ sơ vay vốn, niêm yết công khai, minh bạch chính sách tín dụng, có cơ chế chính sách tháo gỡ kịp thời khi người vay gặp rủi ro, như hỗ trợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, kéo dài thời gian trả nợ, khoanh nợ miễn phí giảm lãi. Nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất chăn nuôi trên địa bàn huyện Quản Bạ thời gian mang lại hiệu quả. Đa số khách hàng vay đều sử dụng vốn có mục đích đúng mục đích. Các dự án sản xuất trồng trọt chăn nuôi đều có hiệu quả, người vay đều có khả năng trả lãi thông qua nguồn vốn tín dụng, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng để phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm cho người dân từ những nguồn vốn của ngân hàng, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Tính đến 31 tháng 12 năm 2023, tổng dư nợ của Agribank đạt trên 500 tỷ đồng với 1.386 khách hàng.